Rồi, như vậy cái bài hôm nay mình sẽ nói về cái phần Active Directory. Như vậy lúc sáng thầy có giới thiệu cái mô hình cho các bạn rồi. Và khi mà mình cài cái máy đó các bạn, nếu như mà máy tính của mình mà chưa nâng cấp lên domain, thì cái hệ thống mạng của mình nó vẫn là mạng ngang hàng. Mặc dù gì? Chúng ta đã cài Windows Server rồi à, nhưng mà nó chưa có chức năng gì để quản lý miền cả, quản lý vùng cả. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ triển khai dịch vụ Active Directory để làm cái nhiệm vụ quản lý miền cho cái hệ thống mạng của mình. Trong phần này hôm trước chúng ta đã giới thiệu cái slide, các bạn tranh thủ về nhà đọc trước và kinh nghiệm cho những bài học sau khi mà thầy đưa lên, các bạn đọc trước nhé, để khi mà mình triển khai nó nhanh. Giới thiệu đặc điểm, khái niệm môi trường AD là gì? Active Directory. Như vậy, Active Directory là một dịch vụ nền tảng của Windows. Rồi, ok. Mô hình phân cấp. Phân cấp là gì? Rừng có nghĩa là gì các bạn? Là có rất là nhiều cây. Như vậy, có thể trong rừng chúng ta sẽ phân ra nhiều cái khu riêng. Bên đông, cánh bên tây gì đó là vùng. Và với một vùng như vậy, chúng ta có thể có một cây. Cây chưa phải là server nhé. Có một cây lớn, ví dụ công ty của chúng ta là công ty phong vũ.vn đi. Thì chúng ta có nhiều chi nhánh, có thể chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Đà Nẵng, chi nhánh ở Hà Nội chẳng hạn. Thì mỗi chi nhánh nó có một cái server riêng và có một cái server chính để quản lý các server này, thì chúng ta có thể gọi là cây. Hoặc là nhỏ hơn, trong công ty của các bạn có thể là chia ra từng cái bộ phận, mỗi bộ phận bạn sẽ cài đặt một cái server và nó có một cái server chính để quản lý, thì chúng ta gọi là cây. Đối với lại cái Active Directory, nó khác với WordPress ở chỗ là hôm trước thầy nói các bạn là nếu như mình xài WordPress thì bất kỳ máy nào cũng có thể làm server tại thời điểm mà nó chia sẻ là nó là server. Đó. Còn khi mà nó làm như thế đó, ví dụ hệ thống mạng của mình 40 máy thì 40 máy đều là có thể server cả. Như vậy lúc này nó không tập trung. Còn nếu mà chúng ta xài Active Directory thì cái hệ thống mạng của mình nó sẽ tập trung về cái máy chủ. Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ có máy chủ quản lý. Bảo mật dữ liệu. Nếu như máy bình thường của các bạn cài thì cái dữ liệu của bạn để mà tạo cái security cho nó thì nó rất là cũng được, nhưng mà nó khó khăn và nó không có được nhiều tiện lợi như khi các bạn là nâng cấp lên Active Directory. Group policy thì cái này chúng ta nâng cấp lên nó mới hỗ trợ chúng ta. Group policy tức là chúng ta sẽ thiết lập những cái luật riêng cho từng cái nhóm người, từng cái nhóm đối tượng object trong hệ thống của chúng ta. Khả năng mở rộng, dự phòng, ủy quyền quản trị, cái này rất hay. Ủy quyền là gì? Giả sử mình có công ty, mình có nhiều phòng ban và mỗi phòng ban thì chúng ta có một ông IT nhỏ. Như vậy thì giả sử nội cái chuyện là thêm user đi, tạo user. Đó. Nếu như tất cả mọi thứ là đều do cái ông IT manager quản lý thì rất là mệt. Thì chúng ta có thể ủy quyền cho những IT nhỏ ở những bộ phận khác nhau. Hoặc là nếu không có IT thì cái ông trưởng phòng hay là một người nào đó mà có kiến thức về tin học tí xíu thì sẽ ủy quyền cho người ta tạo user mới. Như vậy cái việc tạo user là nó giảm thiểu cái thời gian cho cái ông IT đi. Hoặc là sẽ phân quyền cho cái ông trưởng phòng
được quyền chia sẻ hoặc không chia sẻ một cái tài nguyên nào đó trong cái phòng ban của ông ta. Như vậy lúc này mình giao quyền cho ông toàn quyền hoặc là một số quyền hạn chế nào đó trong thư mục mà người này quản lý. Thì lúc này ví dụ có một cái dự án mới, có một dự án mới trong cái phòng kinh doanh, thì cái ông trưởng phòng kinh doanh ông có quyền share dữ liệu đó ra cho những người mà ông muốn, không cần đến IT. Những cái đó là do cái ông trưởng phòng ông làm được thì mình ủy quyền cho ông. Như vậy thì nó làm giảm đi cái thời gian quản trị của chúng ta, mà nó nâng cao được cái hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng. Như vậy đó là những cái lợi ích rất là hay. Domain tập hợp một nhóm các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính. Chúng ta sau này gọi chung nó là object, là đối tượng mà chúng ta quản lý. Có thể quản lý tên, có thể quản lý máy tính computer name, có thể quản lý theo username, có thể quản lý theo IP. Đó, như vậy thì chúng ta gọi là tập hợp những object. OU. Chúng ta sẽ quan tâm đến OU ha, là Object Unit, tức là cho phép chúng ta quản trị một cái group nào đó và chúng ta đưa vào. Như vậy thay vì group, nếu mà chúng ta học mạng căn bản rồi, khi mà chúng ta gọi là user group thì user 1, user 2 hoặc là nhân sự 1, nhân sự 2 chúng ta đưa vào cái group và chỉ có quản trị user thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn quản trị cả máy tính, cả user, cả những cái thành phần khác thì group nó không có đáp ứng được, mà chúng ta phải dùng đến OU. Rừng, cái mà chúng ta nói lúc nãy, cái khái niệm về rừng. Ví dụ một công ty lớn, nó có nhiều cái nhánh nhỏ, thì mỗi nhánh như vậy cũng có thể gọi là một rừng. Nhưng mà không, rừng là người ta gọi chung tất cả những cái gì liên quan đến cái mạng mà chúng ta đang quản trị. Thì cái đầu tiên gọi là global, là cái quản trị lớn nhất. Còn những cái phía sau thì chúng ta không gọi là rừng nữa, mà chúng ta gọi là tree. Rừng là tất cả, còn tree là một cái nhánh nhỏ. Đó. Ví dụ từ cái nhánh này mà nó đẻ ra 3-4 cái nhánh con, thì mỗi cái nhánh nhỏ như thế lại một tree mới, một cái cây mới. Chịu trách nhiệm phản hồi yêu cầu, xác thực người dùng. Xác thực là gì? Nó xác nhận là cái user bạn đang nhập thuộc cái domain nào, thuộc group nào, được quyền gì. Đó gọi là xác thực người dùng. Rồi mấy phần này các bạn đọc thêm, bởi vì thầy nói nhiều lý thuyết quá thì các bạn không nhớ. Bây giờ đến bước cài đặt. Như vậy từ một cái server bình thường mà chúng ta muốn cài đặt để cho nó lên được một cái server đúng nghĩa, thì chúng ta phải nâng cấp lên Active Directory. Và tại cái cửa sổ chính của server thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ là roles, và chúng ta chọn add role. Cái này nó khác với server 203 tí xíu. Server 203 khi mà vô thì chúng ta chạy trực tiếp đến cái lệnh này luôn. Đây, DC remote luôn. Còn server 208 trở đi thì các bạn thêm một tí xíu là thiết lập cái môi trường quản trị, tức là mình add thêm một cái role mới. Như vậy với một cái máy server chúng ta sử dụng như thế này. Quay trở lại lúc nãy giờ các bạn làm, có một số bạn đang vướng, thì chúng ta sẽ thử đặt cái này là VNet1. VNet1 là hot only. Như vậy trong cái phần đặt này nè, với một cái cạc mạng chúng ta có thể thay đổi cái VNet. Vậy chúng ta đang làm máy ảo thì tức là VNet. Vậy chúng ta hiểu VNet này là gì? Chúng ta hiểu VMnet này là gì? Nó giống như là một cái đường mạng mà thầy vẽ trong mô hình á.
nó giống như là một cái xích. Được chưa? Những máy mà cùng trở về một cái VM net thì mình sẽ hiểu rằng là những máy này chúng ta đang cùng nối về một cái xích. Nếu mà ra thực tế mình cắm dây mạng thì mình sẽ hiểu là mình đang nối về một cái xích. Cái xích đó có cái tên là VM Net 1. Được chưa? Đấy, như vậy thì mình sẽ hiểu tại vì sao mà mình làm máy ảo thì nó như thế, mà ra máy thật mình tìm hoài cái VM Net này nó không có. Bởi vì thực ra VM Net này nó giống như một cái tên xích. Khi các bạn ra thực tế, ví dụ trong máy, trong phòng này à, A11 nè, nó có cái xích ngay ở cuối phòng. Thì cái xích này chúng ta không đặt tên. Rồi bên A13 nó cũng có cái xích mà chúng ta cũng chẳng đặt tên. Nhưng mà giả sử cái anh quản trị ở đây ảnh đặt tên cho cái xích này là VM B11, ví dụ vậy. Còn cái bên phòng 13 là VNB13, thì lúc đó nó có tên. Và cái máy mà bạn cắm dây mạng vào thì người ta nói trong cái sơ đồ thi công, người ta nói là cắm vô cái VNB11 thì mình biết là kéo cái dây mạng về đây cắm vô cái xích này. Đấy, như vậy thì cái VMnet là nó như thế. Nếu mà hai máy các bạn pin không thấy nhau thì điều đầu tiên các bạn đi kiểm tra là kiểm tra nó có cùng VMnet hay chưa. À, cùng VMnet hay chưa. Rồi chúng ta sẽ mở và chúng ta chạy cái này lên để chúng ta nâng cấp. Và trong quá trình nâng cấp thì các bạn sẽ chuẩn bị cho thầy là cái đĩa CD. Đĩa CD. Nếu như máy thực thì các bạn bỏ cái đĩa CD này từ CD thực. Hoặc là các bạn muốn thì các bạn sẽ sử dụng USB. Còn trong máy ảo thì chúng ta chọn là dùng cái file ISO làm một cái CD giả lập. Như vậy trong quá trình nâng cấp nó sẽ cần đến cái đĩa CD của chúng ta để nó cài đặt thêm một số cái dịch vụ ở bên trong đó. Như vậy trong quá trình mà xây dựng domain đó thì các bạn chỉ cần một cái máy server này là đủ. Khi nào mà nâng cấp xong thì chúng ta có thể mở thêm một cái máy này nữa để chúng ta test, chúng ta kiểm tra. Bây giờ mình sẽ kiểm tra IP của nó là bao nhiêu. Này nó đang chạy nhiều thứ cho nên nó hơi chậm tí xíu. Tại vì máy của thầy RAM nó cũng không lớn. Rồi mình xem thử là cái IP hiện nay nó là cái gì. Rồi, IP, người ta đang để gì đây? Để IP này là IP gì? À, IP động, tức là lấy từ DHCP. Mình xem thử là IP động nó đang lấy là bao nhiêu. 192.168.157.131. Ở đâu ra vậy? À, DHCP nào? Vậy chúng ta xem. Trong máy ảo thì với một cạc mạng nó sẽ cho các bạn một cái DHCP ảo nằm ở đây. Nếu như trong bài mà các bạn sử dụng IP tỉnh, tức là chúng ta sẽ đặt lại IP, nhớ chỗ này nha. Nếu như chúng ta sử dụng IP tỉnh, chúng ta đặt lại IP cho cái cạc mạng này
thì cái DHCP trong này không ảnh hưởng gì cả. DHCP này nè, không ảnh hưởng. Nghe nha, không ảnh hưởng nha. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn thiết lập cho cái máy mà chúng ta đang nhìn là server 1 làm nhiệm vụ cấp IP động, được không? Làm nhiệm vụ cấp IP động thì có phải qua cái server 2 này chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ nhận được cái IP mà do máy server 1 cấp không? Đúng không nào? Nếu mà chúng ta làm như vậy thì bên máy server 2 bắt buộc tại cạc mạng chúng ta phải đặt cho nó là gì? IP động. Bắt buộc như thế. Đây, tại đây chúng ta cũng phải đặt cho nó là IP động. Nhưng nếu như ở trong cái máy ảo mà các bạn thiết lập chỗ này hot only là VNX1 có IP động do VMware cung cấp thì cái máy server 2 này nó sẽ lấy IP này. Nó không lấy được cái IP do server 1 cấp. Hiểu được vấn đề chưa? Vậy chúng ta làm sao để nó lấy được? Chúng ta phải tắt cái này đi. Tắt cái này đi. Tắt. Như vậy, đối với lại VNX1, chúng ta không dùng đến DHCP. Được chưa? Đấy, nhờ tóm lại, khi nào thì chúng ta quan tâm đến cái này? Khi nào? Khi trong hệ thống mạng của mình có một cái máy cung cấp IP động mà những cái máy client mình muốn lấy IP từ đấy thì mình phải kiểm tra lại nó có lấy IP động từ cái VMware hay không. Nếu có thì mình tắt đi. Bởi vì có một số bạn nói là thầy ơi, em đã cài đặt và cấu hình DHCP server ok hết rồi mà tại sao bên máy client nó không thể nhận được IP? Thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra cái này. Nhớ là bỏ đi. Được không? Rồi chú ý lại, khi nào mà đến DHCP thì chúng ta phải nhớ. Còn không thì thôi, không cần quan tâm. Bởi vì có một số bạn khi mà vào cấu hình mạng lúc nào cũng vô đó, thiết lập tùm lum trong đó hết. Không cần. Khi nào mà có DHCP server thì chúng ta mới quan tâm đến nó. Còn nếu mà trong hệ thống của mình chưa có gì hết, không cần quan tâm. Mình có bật không bật gì cũng không ảnh hưởng gì cả. Rồi, mình sẽ thiết lập IP cho cả hai máy. Bây giờ máy của thầy, máy của các bạn thì các bạn sẽ thiết lập IP theo số máy. Thầy thiết lập 192.168. Ví dụ máy của thầy cho là gì? 100. 100 là nó sẽ không đụng với các bạn. .1. Ở đây bị sao rồi? 192 mình nhầm rồi. 191 là lớp gì? À 192. 168. 100.1. Default gateway bỏ qua. 192.168. 100.1. Chú ý chỗ này. Chú ý chỗ này lại nha. DNS của mình. Thầy yêu cầu chú ý thì tí nữa các bạn sẽ thấy. Rồi mình xem failure, mình tắt luôn để tí mình pin thử xem. Tại vì thực ra cái failure này mình cấu hình mà trong cái mạng thực á thì mình không nên tắt. Mình phải tìm cách làm sao để cho nó bảo vệ cái hệ thống mạng của mình tốt nhất. Nhưng mà mình đang thực hành với những bài thực hành đầu tiên thì các bạn nên tắt đi để nó không bị phân tán quản trị.
mà chúng ta chỉ tập trung vô cái vấn đề chúng ta đang làm thôi. Còn cái vấn đề mà liên quan đến failure thì chúng ta lại một vấn đề khác. Chứ nhiều khi cái chúng ta học do failure nó chặn, chúng ta không biết xử lý, cuối cùng là không làm được. Chứ không phải khuyến khích các bạn tắt nhé. Khi các bạn đi làm thực tế là không tắt. Ok. 192.168.100.2 192.168.100.1. Lý do là tí nữa chúng ta cấu hình cái máy server 1 này làm DNS luôn. Rồi kiểm tra failure. Một chín hai một sáu tám một trăm chấm một, chúng ta đã thấy máy bên kia có bạn pin chấm hai thấy mừng quá, em đã thông mạng được rồi thầy ơi, mình đang pin chính nó mà, đúng không? Mình đang pin chính nó thì chắc chắn thấy rồi. Rồi tương tự như thế, mình qua bên này, mình mở máy này lên. Muốn mở cái bảng đó lên nhanh thì mình bấm phím gì? À, Windows R 192.168.100.2. Thấy hay không mà lâu thế. Ok. Như vậy chúng ta đã thông mạng. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nâng cấp lên DC. Mình kiểm tra lại trong này nó thấy cái ổ CD hay chưa. Chưa. Thấy không? Nhìn hồi nãy mình bỏ vô đó mà chưa thấy. Đây nè, không thấy nội dung. Mình double click vô đây nó không thấy. Rồi giờ làm sao? Và cái lỗi này tại sao thầy phải cố tình để cho các bạn thấy là thầy đang bị lỗi? Bởi vì sau này các bạn gặp và các bạn hỏi hoài, sao em đã đưa đĩa vô rồi mà em không thấy? Thì chú ý chỗ này. Ổ CD. Thiết lập ổ CD nè. Đây ổ CD nè. Chưa connect. Nhớ nha. Sau này nếu mà mình không thấy CD thì quay trở lại đây kiểm tra thử. Còn nếu mà mình đã check vô connect rồi mà nó còn không thấy là một vấn đề khác. Còn đa số là do các bạn không connect. Đó. Còn cái chỗ mà connect as power on thì mình không cần bấm này, tức là lúc mình khởi động lại là nó tự connect rồi. Khi mình bật máy lên nó tự connect. Còn tại vì lúc nãy nó đã không connect mà mình mới bỏ đĩa vô thì nhớ kiểm tra lại chỗ này. Chuyện gì đây? Không có đĩa, đúng rồi. Tại sao không có đĩa? Máy ảo server không có ở đây. Software máy ảo ISO tại vì cái file ISO này thầy đang lưu trên mạng. Sorry. Software. Đây cái file này thầy đang lưu trên mạng, bây giờ nó mới tải về nè. Rồi chúng ta quay qua đây một tí. Là tí nữa quay lại. Vậy mình sẽ coi qua trước phần này. Cái này nó đã là step by step rồi, tức là hướng dẫn từng bước. Vậy thì mình cứ theo đây mình làm thôi. Add row. Rồi mình chọn là sử dụng skip. Ở chỗ này chúng ta sẽ thấy chữ skip ha. Đây server 1.
Đây, các bạn mở vô cái cửa sổ để quản trị nè. Mở vô cái cửa sổ này nhé. Mình cứ cài, khi nào nó hỏi thì mình quay trở lại, mình add vô. Rồi, ok. Rồi các bạn vô phần role, add role. Rồi, như vậy chuẩn bị trước khi bắt đầu, vui lòng đọc thông tin này. Ví dụ người ta nói là với cái account password admin ha, mình phải có. Rồi network setting phải chuẩn bị IP, chắc chắn là IP mình đã cấu hình. Được gì nữa? Bảo mật update Windows là cuối cùng. Trước khi mà mình nâng cấp thì người ta sẽ lưu ý cho mình như thế. Rồi những cái trang mã default thì mình bỏ qua. Vậy bây giờ cái trang default đó là cái gì? Mình đừng bỏ qua, mình xem thử nó là cái gì. Còn khi các bạn làm quen rồi thì các bạn bỏ qua. Và mình chọn cái dịch vụ mình cài đặt là dịch vụ dưới nhé. Còn ở trên nó cũng Active Directory nhưng mà Certificate, tức là dịch vụ chứng chỉ bảo mật, thì cái này mình làm sau. Đó, chú ý là mình chọn là chọn cái ở dưới Active Directory Domain Controller, cái này. Chọn vô đây. Thì nó yêu cầu cài đặt thêm Firm Network. Firm Network. Mình bấm cài thêm Net. Thông báo. Cố gắng đọc ha, cố gắng đọc nó. Bây giờ là đến đây để mà cài các dịch vụ. Và nó thông báo cho mình rằng bây giờ server cần phải khởi động để hoàn thành các cái thành phần cài đặt thêm là Active Directory và Firm Network. Bây giờ nó cài, tí nữa nó sẽ yêu cầu mình khởi động lại thì mình khởi động lại. Rồi, cài đặt xong. Nếu như mà các bạn không cài đặt được thì nó sẽ báo lỗi ở đây, còn không là nó bảo đã là success rồi. Net. Ok, chúng ta đóng. Như vậy bây giờ chúng ta đã kiểm tra là cái đĩa. Rồi, user nó vẫn nằm ở đây. Bây giờ mình ở đây này, mình sẽ chọn là DC Promo. Cái lệnh này DC Promo. Rồi, click vào Link Active Directory Service, xem thử mình click vào đây thì nó sẽ báo gì nào. Báo gì? Đây, cửa sổ của chúng ta mới vừa cài đặt xong. Bây giờ nó đưa lên đây là cái thông tin về user và nó báo lỗi. Chúng ta chưa hoạt động được bởi vì chúng ta chưa nâng cấp, chúng ta mới kích hoạt cái dịch vụ thôi. Bây giờ mình mới nâng cấp, mình chọn DC Promo đó. Được chưa nào? Như vậy chỗ này nó cho phép mình sử dụng lại hay là mình bỏ qua. Sử dụng cái event là gì các bạn? Một cái mod mà Windows người ta đã thiết lập rồi, theo cứ theo thế mà dùng. Còn mình thì mình sẽ tự cài, mình sẽ tự cài thì mình không nhấn vô đây. Đọc nha, mỗi cái đều cố gắng đọc.
Bây giờ ở cửa sổ này nó nói gì? Nói gì đây? Cài chọn cái cách để phát triển cho cái server của bạn. Ở trên này là gì? Forest là gì? Rừng đã tồn tại. Vậy trong hệ thống mạng của mình hiện nay mình đang cấu hình, có cái server nào khác chưa? Chưa. Chưa có. Trong trường hợp nếu bạn đã có một cái server nào đó rồi, bây giờ bạn đang cài server cho chi nhánh, thì mình mới chọn ở đây. Và nó yêu cầu là add cái domain controller đã tồn tại, hay là mình tạo một cái domain mà đã tồn tại khác. Còn mình chọn ở đây. Tạo cái domain mới cho một cánh rừng mới. Net. Và tên là gì? Tên domain là gì? Họ tên sinh viên.com. Thầy gõ vô đây tqbình.com. Nếu đề thi người ta yêu cầu cái gì thì các bạn gõ cái đấy ở đây. Nó kiểm tra cái tên này tồn tại chưa. Nếu chưa thì nó cho cài, còn nếu tồn tại rồi thì nó sẽ báo lỗi. Và những cái dịch vụ sẽ cung cấp, chú ý chỗ này, nếu như trong hệ thống server của bạn chỉ có những server 208 thì chúng ta chọn 208. Còn nếu máy trong hệ thống của bạn có tồn tại server 203 thì chúng ta chọn những cái dịch vụ, những cái function, những cái hỗ trợ cho 203. Còn chúng ta chọn luôn 208R2. Nó hỏi rằng mình có cài DNS hay không? Có. Tại vì trong hệ thống của mình hiện nay không có DNS, cho nên mình lấy chính cái máy server này làm DNS server luôn. Yes. Nó nói là nó bắt đầu tạo thì mình có muốn tiếp tục không? Những cái đường dẫn này là nó lưu trữ cơ sở dữ liệu là một nè. Log file, log là gì các bạn? Giống như là lịch sử để mình log in, log out rồi đó. Mình giao dịch với server thì nó lưu lại. Hoặc là những cái file cấu hình. Đây là những cái đường dẫn mà nó lưu lại thông tin của chúng ta. Nếu sau này chúng ta quản trị sâu thì chúng ta sẽ can thiệp vào những cái thư mục này để chúng ta sửa. Còn bây giờ thì mặc định nó là như thế. Chúng ta biết nó lưu trữ ở đâu. Password. Password. Cái này dùng để quản trị các administrator password để mà restore. Thì thường các bạn đặt cho thầy là A lớn, A nhỏ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lớn, A nhỏ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là shift A là A lớn. Mình đặt như vậy cho nó đồng nhất nha. Tí nữa các bạn nâng cấp hoặc là bài thi không được đặt password khác. Tại vì nếu mà thầy cần kiểm tra thì thầy gõ cho nó nhanh. Chứ các bạn mà đặt password khác thầy phải mất công hỏi là password là gì. Còn sau này các bạn cấu hình server chính thức thì mình có đặt password này không? Chắc chắn không. Bởi vì mình đặt đứa khác nó biết nó vô nó phá làm sao. Nếu như mình check vô đây, lý do là gì biết không? Trong quá trình nâng cấp nó có thể tốn nhiều thời gian, mà mình ngồi mình chờ nó để khi nó yêu cầu khởi động lại á thì nó lâu. Còn nếu mình không chờ, nhiều khi nó cài xong rồi nó chờ mình, mà mình bỏ mình đi đâu uống cà phê, mình quay lại tốn thời gian. Cho nên mình check vô đây luôn, là nếu như anh cài xong anh khởi động lại giùm tôi một cái thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Ý là vậy.
Rồi xong rồi mình kiểm tra lại xem là nó có kết nối cái CD vô cho mình chưa. Ok. Sao nữa đây? Máy, máy, máy. Software. Máy ảo. Ok. Rồi, cái đường dẫn lúc nãy cũ cho nên nó bị sai thôi. Rồi, cài đặt xong. Khởi động lại. Rồi cài xong rồi. Control Internet gì đây? Insert password gõ là gì? Sao giờ nó khác khác vậy? Nó có cái gì đây? À có cái T quy bình. Nó khác. Mình gõ vô đây 1 2 3 Enter. Sao kỳ vậy? Tại sao? À, nó nói là password của bạn đã bị đổi rồi. Bây giờ mình sẽ đổi lại. Lý do là khi mà bạn nâng cấp lên domain thì cái password cũ này không được xài nữa mà phải đổi password mới. Mình đổi password nào cũng được. Nó không cần giống lúc nãy. Nhưng mà tốt nhất A lớn, A nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không cần giống lúc nãy nha. Net. Xong rồi. Nhớ password này để tí nữa nếu chúng ta có quay lại thì chúng ta sử dụng password mới. Rồi. Chúng ta vô kiểm tra lại xem thử server sau khi cài có gì khác. Cái user đi đâu mất rồi? Mất rồi. Lúc nãy mình click vô đây nó báo dấu gì? À dấu chéo đỏ. Bây giờ nó có tqbình.com và user nó mang vô đây. Wow. Nãy có hai cái à. Bây giờ quá nhiều luôn. Được chưa? Rồi sau khi mình nâng cấp xong, điều đầu tiên mình nhìn thấy. Điều thứ hai, lúc nãy thầy nói là các bạn chú ý về phần IP. Đôi khi nó khác. Khác cái gì? À, DNS. Nó tự động đổi về địa chỉ Auto Lookup Backup. Mình đổi lại 192 168 100.1. Rồi, và nhiệm vụ của bạn bây giờ CMD. Nhớ cái lệnh này, NS Lookup. Để làm gì? Để kiểm tra cái DNS của mình hoạt động được hay chưa. Nó đang báo lỗi IPv6. Mình vô mình tắt cái IPv6 đi. Tại vì mình chưa xài đến nó. Tắt đi nhé. Tại vì sao mà thầy phải làm từng bước như vậy mà thầy không tắt trước? Là do trong quá trình các bạn làm sẽ gặp trường hợp này và các bạn không nhìn thấy được DNS. Cho nên các bạn vô đây các bạn tắt. Kiểm tra lại thử xem Ctrl C để kết thúc cái lệnh này và nhấn mũi tên lên để chúng ta sử dụng lại lệnh cũ.
192, 168 nó đã thấy đây rồi nè. Nhưng mà cái tqbình.com ở đâu? Sao không thấy? Mình sẽ vô mình coi cái DNS. Cái này là mình làm thêm nha. Qua đến cái bài DNS thì mình mới làm. Còn ở đây tại vì mình cấu hình để mình có cái mà mình run domain cho nó nhanh. tqbình. Ở đây là cái forward, là cái chuyển từ IP thành tên miền, còn tên miền thành IP chưa có, cho nên mình vô đây mình add. Chọn primary. Thấy chưa? Ở đây mình để mặc định luôn IPv4, địa chỉ IP 192.168.100. Ủa sao không cho gõ nữa? Đây là địa chỉ mạng chứ không phải là IP, cho nên chúng ta chỉ gõ chừng đấy thôi. Cho phép cái gì ha, mình để nó tự động cũng được, hoặc là cả hai. Post là tất cả những cái gì mà nó cho phép. Rồi trong này chúng ta sẽ click chuột phải, chúng ta chọn new pointer chỉ về cái server .1. Không, với địa chỉ IP là .1 thì tên máy là gì? Tên máy là SRV1. Ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại DNS một lần nữa. Thấy không? Được chưa? Rồi, như vậy trong quá trình làm bài các bạn cũng làm từng bước như vậy. Bây giờ qua bên này, mình sẽ xem thử cái IP của mình lúc nãy cấu hình là gì. Mình xem thử nào. IP gì? Config xịt mình xem lại cái IP của mình lúc nãy coi. 192.168.100.2 subnet mask ở đây, DNS server .100.1, đúng chưa? Rồi mình xem thử là bên này nó có thấy được cái DNS bên kia chưa. Thấy được không? Như vậy tại thời điểm này mình đảm bảo được, nếu như mình gõ vô, mình thử nhé, mình bin 192.168.100.100.100.1. Thấy, mình sẽ bin tqbình.com. Thấy, như vậy có nghĩa là DNS đang hoạt động. Được không? Rồi, bước tiếp theo, zone domain. Zone domain là gì? Nghĩa là khi mà mình nâng cấp cái máy domain này rồi thì mình vô cái chỗ phần computer. Hiện nay không có một cái máy nào là thành viên trong cái domain này cả. Thấy không? Không thấy. Bây giờ qua đây mình sẽ click chuột phải lên computer, chọn property. Chọn đây, nó đang tên máy là server 2, workgroup, thấy workgroup không? Mình sẽ chọn change setting. Rồi mình sẽ chọn change tiếp một lần nữa. Bây giờ mình mượn cái máy server 2 này để làm client. Không, còn nếu sau này các bạn cấu hình cái máy server 2 này làm web server hoặc là mail server thì mình vẫn để cái tên, hoặc là bạn đổi thành là web server, cái đó là tên máy thôi. Giả sử bây giờ thầy đổi lại thành client 1, được chưa? Rồi workgroup
mình đổi lại thành domain. Domain gì? tqvn.com. Ok, chỗ này nó không cho viết cách. Rồi, chú ý chỗ này nữa. Có một số bạn khi mà nâng cấp, bạn gõ vô đây tqbình.com, nó báo không biết, không son domain được. Lý do là gì? DNS mình cài chưa có được. Nhưng bạn gõ vô đây 192.168.100.1 thì nó ra cái bảng giống như vậy. Có nhiều người son domain bằng cách IP. Thầy khuyên các bạn cố gắng làm DNS để mình son domain bằng cách là nhập tên miền, để mình hiểu được cái quản trị của nó là đã ổn rồi. Nhập user gõ gì đây? Administrator password. A lớn, A nhỏ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Xong. Hên ha, cài xong rồi son domain được liền. Tí nữa hoặc là buổi hôm sau các bạn thử xem có làm mà hên giống như thầy không. Có nhiều bạn xong nó báo không được, nhiều lắm, chứ không phải là làm xong được liền đâu. Có nhiều cái lỗi nhỏ các bạn mà các bạn không chú ý. Khởi động lại, quay qua server, F5 cái coi. Có rồi, lên 1, thấy chưa? Rồi sau này mình add nhiều cái clone khác vào đây thì nó sẽ báo là bạn đã có kết nối so với máy server. Đó. Và sau khi khởi động lại, mình chờ nó khởi động đi. Bây giờ mình thử nè. Mình tạo một cái user. Nhớ là tạo user trong cái user này. New. Lúc nãy mình nói đến chữ OU. New user, new OU. Đây OU đây. Organization unit là đơn vị quản trị. Bây giờ mình làm cái này đầu tiên luôn đi, để cho sau này các bạn không có có quên. Bây giờ tất cả những user của mình đều nằm ở đây. Mình tạo là bé Hồng cũng được, cái gì cũng được. Nhưng mà nếu mà bé Hồng sau này mình có biết nó là cái gì để mình hiểu không? Không. Cho nên mình tạo một cái OU gì đó mà nó liên quan đến công việc của mình. Giả sử cái OU này thầy sẽ mục đích là quản trị máy tính, rồi user, rồi group của cái công ty TQ Bình, thì thầy tạo luôn là TQ Bình ở đây. Ok. Tại sao thầy phải tạo riêng? Chú ý chỗ này, chú ý nhé. Một số bạn thì tạo user ngay ở đây được, nhưng nó sẽ lẫn lộn trong cái user này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà bạn muốn triển khai một cái policy nào đó thì bạn phải triển khai trên cả một cái server. Nó là ảnh hưởng rất nhiều. Mà mình chỉ muốn cho những cái user nào thuộc cái TQ Bình thôi thì mình nên tạo OU riêng. User. Đặt cái user đầu tiên là user 1. Muốn đặt gì đặt nha. User. Thôi đặt tên luôn đi. Nguyễn. First name là gì? Hùng.
Last name là Nguyễn Văn Hùng. Rồi bây giờ đến log on name nè. Công ty của các bạn có một danh sách nhân viên. Bạn có rất nhiều cách đặt tên user, nhưng có nhiều cách. Thầy sẽ ví dụ Nguyễn Văn Hùng đúng không? Nguyễn Văn Hùng a@tqbình.com, hoặc là Nguyễn Văn Hùng, hoặc là Hùng Nguyễn Văn. Theo bạn nên chọn cách nào? 1, 2, 3. Cách 3 cũng được. Tại vì thường Hùng Nguyễn Văn rồi Hùng gì đó, mình đọc cái tên trước thì mình sẽ dễ biết cái user đó của ai. Được chưa? Còn nếu như mà bạn muốn đặt tên đầy đủ cũng được, nhưng mà gõ nó dài đó, user ngắn thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà nếu bạn đặt tên Hùng không được không? Được. Nhưng mà nếu công ty có nhiều Hùng thì sao? À, cho nên mình nên đặt Hùng Nguyễn Văn. Nên thôi. Còn ai muốn đặt gì đặt. Nhưng mà đó là những cái quy tắc mà mình nên làm. Password. Hiện nay nếu mình gõ password 123, 123 được không? Không thể sử dụng password này, bởi vì cái password này cần phải có một cái policy, tức là một cái yêu cầu để mà bảo mật cho nó, là giá trị nhỏ nhất về độ dài, độ phức tạp và password cũ. Cái này chúng ta nói sau. Tạm thời bây giờ A lớn A nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lớn A nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là do cái ông IT, ông sẽ thiết lập cho nó độ phức tạp như thế nào để bảo mật cái hệ thống mạng. Đến đây, trong mạng căn bản có tạo user chưa? Tạo rồi chứ, đúng không nào? Tạo chưa? Rồi, vị giảng viên đã có nói đến những cái này chưa? Ôi sao chưa? Rồi chưa? Ồ, cái này rất quan trọng. Chú ý. User must change password at net log on nghĩa là gì? Người dùng cần làm gì? Thay đổi mật khẩu vào lần đăng nhập kế tiếp. Chi vậy? Tại sao? Tại sao phải thay đổi? Ủa, mới vừa tạo xong tự nhiên thay đổi làm chi vậy? À, có lý do của nó. Ví dụ bạn làm IT, bạn đặt IT cho 100 nhân viên. Bạn có đi hỏi từng người, ôi anh muốn đặt password là gì không? Có không? Không, nó có hai lý do. Ai đi hỏi hết 100 nhân viên, hỏi sao nổi? Mà nếu đã là password, tức là cái gì đó riêng tư, cái gì đó cá nhân hóa, mà anh đi hỏi là hóa ra là người đó biết, anh biết, rồi sau này nó lộ password biết thì sao? Biết trách nhiệm thuộc về ai? Cho nên mặc định bạn đặt là A lớn A nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó user đăng nhập vào. Ủa vậy cũng ok rồi mà, đổi làm chi? Nhưng mà nếu mà dùng vậy á thì anh A cũng password vậy, anh B có phải password vậy không? Rồi cuối cùng thằng này biết password của thằng kia rồi, có gì đâu bảo mật. Bởi vì có nhiều người rất làm biến. Ủa vô được rồi thôi đổi làm chi? Cho nên thằng IT phải bắt buộc, anh có muốn hay không muốn anh cũng phải đổi. Được chưa? Còn mình đang test thì mình có thể bỏ qua cái này. User không thể change password, bởi vì có những cái user mà khi mình tạo ra mục đích là để cho toàn công ty sử dụng. Hoặc là ví dụ như công ty của bạn nó có một số cái user bạn tạo để sau này khách người ta đến á, người ta đăng nhập vào để người ta làm một số việc cho phép. Vậy cái user này nó là thuộc về user public, mà anh đưa cho cái ông khách hàng A
Ông thấy bách quật dở quá, ông đổi lại một cái. Rồi tí nữa mắt công kêu khách hàng B vô đâu được, mới gọi ngay tì. Mắt công không? Cho nên check vô đây một cái, anh có muốn thì anh đổi bách quật của anh á, còn cái của tôi đừng có đổi. Hiểu được ý nghĩa chưa? Rồi tiếp theo, never expect là gì? Không hết hạn, hết đát á. Thường trong công ty chúng ta sẽ đặt password giới hạn cho nó bao nhiêu ngày thì đổi một lần. Chi vậy? Tăng độ bảo mật. Nếu như user mà các bạn để lâu quá không đổi thì có thể cái đứa nào đó nó dò password của các bạn, dò một ngày không ra thì hai ngày không ra thì hai tháng không ra thì hai năm, nó cũng dò ra. Ví dụ như vậy, mới một tháng mình đổi mất tiêu rồi, nó dò chưa kịp ra là mình đổi password mới rồi. Cái mail của các bạn bao lâu đổi lần, cái Facebook của bạn bao lâu đổi lần, biểu hỏi thì sao mà không mất password được, đúng không? Biểu sao mà người ta không hack password của bạn để người ta chiếm quyền Facebook được. Cho nên cái ông IT trong cái policy ổng sẽ thiết lập bao nhiêu ngày đổi lần, thì đến ngày đó bắt buộc user phải đổi dù muốn dù không, được chưa? Nhưng ngược lại có một số cái user không cần thay đổi, tức là 10 năm nó vẫn thế, chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Thì khi mình tạo user đó ra, mình sẽ thiết lập cho nó là không có thời hạn. Ok, được chứ nào? Rồi, cái cuối cùng, account disable. Disable là gì? Enable là gì? Cho phép, đúng không? Cho phép hoạt động. Disable là ngăn chặn nó đi. Tại sao vậy? Anh tạo ra user mà anh không cho người ta dùng. Ví dụ, nếu bạn tạo user lúc đầu thì tạm thời mình công bố danh sách cho người ta rồi, nhưng mà chưa cho dùng, bởi vì mình đang trong quá trình xây dựng, người ta dùng vô nó rối, thì mình chọn disable account. Còn một lý do khác, mình đang uống cà phê, anh Bình ơi, hình như cái user U1 á, có vấn đề, nó vô nó chiếm quyền dữ liệu của em, nó làm cái gì đấy? Ok, bật máy lên, mở lên account disable, ngay lập tức cái user U1 hết quyền. Hiểu không? Như vậy lúc này IT cần phải ngăn chặn cái user này ngay lúc này. Rồi chúng ta bỏ này đi, bỏ này đi, bỏ này đi. Next, finish. Rồi Nguyễn Văn Hùng, Hùng Nguyễn Văn. Bây giờ nó nói nè, chú ý chỗ này nó nói gì. Client 1 admin. Thấy không? Nếu như bây giờ mình vô máy này thì mình vô bằng user gì? Admin của client 1, tức là chỉ của server 2 này thôi, chứ chưa có user nào liên quan đến domain cả. Set user, order user, log on to TWeben. User hồi nãy mình mới tạo là Hùng Nguyễn Văn. Password ai lớn ai nhỏ? 1 2 3 4 5 6. Log vô, hên quá, vô luôn. Như vậy là chúng ta đã nâng cấp domain, son domain xong, được chưa? Và quá trình này trong đề thi của bạn thường nó khoảng cỡ 2 đến 3 điểm, 2 điểm có DNS rồi luôn rồi đó, tức là khoảng cỡ đó. Cho nên nếu như các bạn làm xong phần này là khoảng mình có 2 điểm đi, 2 điểm tức là mình nâng cấp domain xong, tạo máy xong,
DNS xong, son domain xong là yên tâm là mình có được 2 điểm rồi. 2 điểm nhiều hết. Nhiều chứ. 2 trên 10 là nhiều lắm á. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta son domain xong, các bạn sẽ kiểm tra lại máy của mình. Đây, client 1 đã gia nhập vào domain tqbình.com. Hoàn thành nha. Như vậy buổi hôm sau chúng ta sẽ nói về cái phần này và chúng ta cố gắng son domain cái này xong.